bộ đôi rapper siêu hài hước và hõm hỉnh làng LD cùng Ricky Star lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình Bí ẩn song sinh. Đó giờ em chỉ làm tăng cái sự vô đối. Chờ đội đối phương không ạ? Dạ, ôi. Sự ăn ý của Quang Tiến, Quang Thuận hứa hẹn sẽ là thách thức khó khăn đối với đội chủ nhà. Thấu hiểu. Nhân tình. Khổng lồ. Cứ quay tiếp. Hài hước. Chính xác rồi. Bất ngờ. Bông bên đây nằm hay không? Hãy đón xem Bí ẩn song sinh mùa 2 tập 28, 17 giờ thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019 trên kênh Trường Vĩnh Long 1.